I don't care too much for that. I don't care too much for that. Câu hỏi số 27 là một câu hỏi có nội dung như sau. Đấy, vừa nói xong phát đấy. Thương thương các kiểu nó phải ngập trời thế này chứ. Các bạn chỉ phải mỏi mũi tay thôi. Thầy mỏi vừa tay thì vừa mỏi miệng nữa. Này, vừa phải nói cho các bạn nha. Tay thì phải viết nha. Xong rồi bấm âm thanh nha. Đọc comment của các bạn nha. Đây, các bạn thấy không? Có đơn giản đâu. Mà đây là làm miễn phí cho các bạn. Đúng không? Làm miễn phí cho các bạn. Được chưa? Đấy, các bạn phải hình dung như thế. Nào, câu hỏi số 27 các bạn nào. Việc cán bộ công chức được thôi giữ chức vụ chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa thể bổ nhiệm là nào? Là gì các bạn? Là gì nhở? Là gì nhở? Là gì các bạn nhở? Là gì các bạn nhở? Ok, chúng ta chọn là 27B là miễn nhiệm, đúng không? Nào, bãi bộ giáng biệt, đúng chưa? Thứ nhất là việc cán bộ công chức ở đây thì em loại ngay đáp án A, bởi vì bãi nhiệm mà chỉ đối với cán bộ thôi. Thứ hai là gì? Được thôi. Thế từ chức là gì? Từ chức là em đề nghị được thôi, được chưa? Nha, tức là em chủ động. Đấy, chúng ta phải có văn hóa từ chức, đúng chưa? Đề nghị được thôi. Thế thì đây cũng gì? Đây cũng không phải là gì? Là từ chức, đúng chưa? Thế thì bây giờ chỉ còn gì? Còn mỗi miễn nhiệm hoặc là đáp án D mà thôi. Thế thì đáp án đúng ở đây của chúng ta là gì các bạn? Là gì? Là B các em nhá. Đấy, học thầy tài là 4 đáp án, còn 2 đáp án rất đơn giản thôi. Có cái gì đâu nha. 4 đáp án, còn 2 đáp án rất đơn giản. Ok chưa? Nha các bạn nha.